mình giảm maximum hết. Thì đó thì tôi giảm tới luôn. Dạ. Rồi. Và qua nó em chọn tốc độ đi. Lết người bị liền nè. Rồi. Thôi má thì tốc độ đi. Hai ô, bỏ cái nhịp hai ô vô. Nhịp hai ô là sao anh? Đếm nhịp hai ô rồi vô. Thank you.
Để cho nó độ chậm lên chút. Để cho nó lên. Thank you.